Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay Hali sẽ chia sẻ với mọi người một mẹo có thể giúp bạn tắm trắng da toàn thân, dưỡng trắng da cực kỳ đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng ngay tại nhà. Và cái chi tiết công thức đó áp dụng như thế nào, hãy cùng Hali theo dõi ngay video này để biết được các bạn nhé. Đu đủ là một loại quả không những giúp thải độc cơ thể mà còn có tác dụng làm trắng da, thay đổi sắc tố da hiệu quả tới 99%. Và công thức đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là làm trắng da bằng đu đủ kết hợp với cả sữa tươi. Công thức này giúp sáng da tự nhiên, vì vậy tắm trắng bằng đu đủ sữa tươi là một giải pháp hoàn hảo rất tốt cho da mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Nguyên liệu các bạn hãy chuẩn bị cho mình một nửa quả đu đủ chín vàng. Sau đó bạn gọt và thái thành những miếng nhỏ cho vào trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn cho mình. Bạn cho đu đủ vào trong máy xay sinh tố, sau đó thêm vào đây sữa tươi không đường và xay nhuyễn hỗn hợp. Đu đủ không những cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có tác dụng làm đẹp da từ sâu bên trong. Tắm trắng bằng đu đủ là một trong những phương pháp làm đẹp được chị em đặc biệt ưa chuộng vì đáp ứng đúng tiêu chí rẻ, an toàn, hiệu quả, lại được thực hiện ngay tại nhà. Cùng tham khảo chi tiết các cách tắm trắng bằng đu đủ hiệu quả chỉ sau lần thử đầu tiên dưới đây nhé. Phần đu đủ đã xay cùng với sữa tươi, bạn hãy đổ ra một chiếc bát. Đây chính là hỗn hợp đu đủ và sữa tươi sau khi mình đã xay nhuyễn bằng máy xay sinh tố. Cách sử dụng hỗn hợp này rất đơn giản. Đầu tiên bạn hãy tắm qua cơ thể bằng nước ấm trước để loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn. Sau đó bạn thoa nhẹ hỗn hợp này lên các vùng da cơ thể, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng trong khoảng từ 15 đến 20 phút, thư giãn trong 15 đến 20 phút, sau đó tắm lại bằng nước ấm và sữa tắm các bạn nhé. Công thức này các bạn kiên trì áp dụng 2 đến 3 lần một tuần và sau khoảng 2 đến 3 tuần thì bạn sẽ thấy da mịn màng, đồng thời được cung cấp độ ẩm, làn da săn chắc và trắng sáng hơn nhiều đấy các bạn ạ. Và công thức thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là công thức tắm trắng bằng đu đủ và mật ong. Mật ong và đu đủ chứa rất nhiều vitamin C và E, không những giúp làm giảm quá trình lão hóa da mà còn giúp cung cấp chất dinh dưỡng vào sâu bên trong tế bào da. Cách tắm trắng bằng đu đủ và mật ong giúp hoàn thiện những dinh dưỡng tốt nhất, thúc đẩy quá trình cải thiện làn da. Tương tự như công thức trên thì các bạn hãy gọt vỏ đu đủ xay nhuyễn cho mình. Sau đó bạn thêm vào đây khoảng 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất. Bạn trộn đều đu đủ và mật ong hòa quyện vào với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất. Cách tắm trắng thực hiện tương tự như công thức trên. Đầu tiên, bạn hãy thoa đều hỗn hợp tắm trắng này lên da toàn thân, thư giãn bằng cách massage trong vòng từ 15 đến 20 phút, rồi tắm lại với nước ấm. Và bạn lưu ý là nên tắm sạch da trước khi thực hiện quá trình trên để giúp da hấp thụ tốt nhất chất dinh dưỡng và nuôi dưỡng phục hồi da. Thực hiện 1 đến 2 lần một tuần vào mỗi buổi chiều tối khi đi tắm các bạn nhé. Trên đây Hali đã chia sẻ với mọi người một mẹo tắm trắng và dưỡng trắng da toàn thân cực kỳ đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng ngay tại nhà. Vậy thì chi tiết công thức đó áp dụng như thế nào, các bạn hãy cùng Hali theo dõi ngay video này để biết được các bạn nhé. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người và chúc mọi người áp dụng công thức này thành công.